Thưa quý vị, hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp để nhanh tiến độ, đảm bảo độ bao phủ việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, đối với từng đối tượng cụ thể, Công an thành phố xây dựng phương án, kế hoạch riêng. Đặc biệt do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, các trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu, khó khăn trong việc đi lại, Công an các địa phương đã tổ chức nhiều tổ cấp căn cước công dân lưu động đến tận nhà để thu hỗ trợ thu nhận, đồng thời chỉ đạo Công an xã phường toàn thành phố chủ động rà soát danh sách thống kê, không bỏ sót lọt bất kỳ trường hợp nào. Đi từng nhà, gặp từng người, đến địa bàn nào, hoàn thành xong địa bàn đó. Đó là phương châm hoạt động của tổ cấp căn cước công dân lưu động Công an quận Ngũ Hành Sơn. Công việc nhập dữ liệu, chụp hình, thu nhận vân tay tưởng chừng như đơn giản, thế nhưng với người cao tuổi lại cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Nhiều cụ do tuổi cao sức yếu, không thể ngồi vững, việc chụp hình gặp khó, hay vân tay của nhiều cụ cũng đã bị mất nét. Thấy các anh rất là tích cực, từ trước một chiều các anh đã nói mà sao là cứ lên danh sách nữa đi, để làm thêm một lần nữa. Thì sáng hôm kia thì mới xem mới lên danh sách thì anh Công anh bảo ngày mai tới, thế là trước một ngày. Là anh Công điều phối lực lượng các anh đến làm việc. Trước đó, lực lượng công an các xã phường đã tập trung rà soát, thống kê, lên danh sách những người lớn tuổi, sức khỏe yếu, người khó khăn trong việc đi lại trên từng địa bàn. Các tổ cấp căn cước công dân lưu động tăng ca ngày và tối, tăng thời gian thu nhận, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trong năm nay. Đội cũng đã phân công hai tổ, một tổ cấp lưu động và một tổ cấp cố định tại trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn. Thì số lượng hiện nay công dân đến làm căn cước công dân trên địa bàn quận tính đến hiện nay là đạt 98%. Tuy nhiên hiện nay là có các trường hợp mà không thể đi lại được thì đội quản lý hành chính cũng đã phối hợp với công an các phường tiếp tục là thực hiện theo cái chủ trương của giám đốc là sẽ hoàn thành trong năm nay. Những hoạt động cụ thể của Công an thành phố Đà Nẵng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi giữa lực lượng công an với nhân dân. Để tới đây, tất cả người dân sẽ được thụ hưởng những tính năng, tiện ích từ thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.